Chào cô chú anh chị, thì hôm nay em sẽ chia sẻ mình thêm một cái phần nữa, đó là làm sao để xem được cái năm sản xuất của cái cây đàn đó. Ở đây mình em sẽ chia sẻ cách để mình tra ba cái thương hiệu lớn hiện tại ở Việt Nam mình sử dụng nhiều nhất là Yamaha, Kawai và Steinway. Thì thông tin mình có thể tra khảo, mình có thể tra cứu từ năm 1927 đến năm 2020. Và mình có thể tra được là thông tin đó là nó sản xuất ở đâu và sản xuất vào năm nào. Thì thông tin này nó cũng có sẽ có sai số nha, nên là cái trang này em cũng rất hay là thường để sử dụng để tra cứu những cái thông tin của đàn mà bên em nhập về đó. Thì nói chung là nó có sai số đó, nhưng mà ở mức độ mình có thể tin tưởng khá, tầm khoảng 80%, nếu chấm điểm là tầm khoảng 8 điểm nha. Còn hôm nay em sẽ chia sẻ cho mình cách để mình tra cứu. Thì đầu tiên đó, mình sẽ nó có hai dạng á, thì nó có hai dạng series á, series 1 và series toàn là số 0, có một dạng số series nó có cả ký tự nữa ha. Ví dụ như ở đây em có cây Yamaha U3H của Yamaha này đó, thì em sẽ vào trang web và em trước tiên á, là cô chú anh chị phải biết được cái số series của cái cây đàn đấy nha, số series chính xác của cây đàn nha. Thì series thì thường nó sẽ nằm ở đâu, đối với Yamaha thì nó sẽ nằm ở đây hoặc là ở vị trí này hoặc là ở vị trí của cái logo với logo. Còn như ba hãng là Steinway, Yamaha và Kawai thì nó sẽ nằm ở ba cái vị trí đó, mình chỉ cần mình xem nó có dãy số thôi. Dụ đây em có cái cây Yamaha U3H nè, đây là số series của nó, thường dòng U3H, nói chung GH với F thì thường nó sẽ nằm ở đây ha. Nó có cái hiệu chữ H phía trước ha. Đó là cái đời của nó thôi. Thì khi mình ghi á, mình không cần, đối với Yamaha U á thì mình sẽ không cần phải ghi chữ H, mà mình ghi cái, mình tra cái số phía sau này. Ở đây em sẽ có là 2263996 nha. Thì đầu tiên á, anh chị sẽ vào trong cái video có cái địa chỉ như thế này. Cái link thì em sẽ để dưới đường link trong cái phần mô tả của video. Thì ở đây thì mình sẽ có các phần như là đây là mình đang tra cho thằng Yamaha này. Nó sẽ có phần là Kawai này, Kawai này, Steinway này. Mình muốn cái thương hiệu nào thì mình chỉ cần tích chuột vào cái thương hiệu đó. Ví dụ như ở đây Yamaha hồi nãy cái U 3H của em á, cái số series là 226. Thì em sẽ đánh vô trong cái ô này nè. Nhớ đây là Yamaha nha. 226 3996. Đây là số series, hồi nãy có chữ H phía trước đó, chúng ta không cần ghi chữ H phía trước. Và chúng ta bấm vào giải mã. Thì chúng ta sẽ có đây nè, cây đàn piano này được sản xuất tại Hamamatsu ở Nhật Bản vào năm 1976. Ví dụ như cái cây Kawai thì chúng ta sẽ bấm vào Kawai và chờ nó tí để nó lót qua cái bên Kawai để chúng ta ấy. Thì đa phần em sẽ thực hiện bằng cách đó để em tra cứu năm sản xuất và nơi sản xuất của cái đàn. Thì em đã chia sẻ cho cô chú anh chị cách để mình xem năm sản xuất và nơi sản xuất ha. Thì ở đây có cái U3H nãy em tra cứu là năm 1976 và sản xuất ở Tamamahasa, em quên tìm nhưng mà ở Nhật Bản ấy. Thì ở đây em cũng có một cái tờ do cái hiệp hội của kiểm định bên piano của bên Nhật Bản họ đi kèm với cái sản phẩm này. Thì đây cô chú anh chị có thể xem, đây là cái Yamaha U3H của em nè, 2263996, năm sản xuất 1976, y gan luôn nha. Nó được cái nữa là trong đây nó sẽ không có thông tin là sản xuất ở đâu ha, không sản xuất ở cái nhà máy nào nè, nhưng mà ở trên kia nó vẫn có sản xuất ở trong nhà máy đó ha. Nó được thêm thông tin nữa, và đôi khi nó cũng sẽ có sai số tầm khoảng một năm đó. Thì đó là cái thông tin em chia sẻ, hy vọng cái thông tin này nó sẽ bổ ích cho cô chú anh chị nào có quan tâm đến những cái sản phẩm ha. Đầu tiên thì chúng ta phải bắt buộc phải biết cái số series để chúng ta có thể tra được nha. Và cái thương hiệu mà mình muốn tra. Thì bên em cũng kinh doanh những cái sản phẩm piano đã qua sử dụng như thế này của Yamaha nè, Kawai nè, Steinway và những thương hiệu nội địa khác.
Đó, nếu cô chú anh chị nào cần quan tâm hoặc là không biết gì thông tin chung sản phẩm á, cứ liên hệ lên bên em sẽ hỗ trợ tối đa cho. Đó, bên em sẽ hỗ trợ tất cả, nhưng mà những thông tin mà cho em biết em sẽ hỗ trợ, cố gắng hỗ trợ. Còn nếu anh chị nào tin tưởng thì có thể ủng hộ bên em. Đó. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Chào tạm biệt ạ. À.